tiền đấy là tiền công của Tấm trong trang trại với cháu thôi, không cần phải trả đâu. Nhưng cô trả thì trả cho Tấm thôi. Mẹ ơi, con nấu cháo cho Bình chín nhá, tí mình dậy thì con đi ăn cho con nhé. Mình muốn ăn để ngon. Mình dậy đây á. Sáng nay anh vào ở ngoài kia có mưa không? Có, ở ngoài kia cũng mưa. Mưa cả ngày, chắc là mưa cả ngày trời như này, mưa. Thế là nhà đấy là ở nhà anh à? À, nhà đấy là nhà anh trai anh mà. Anh trai. Dạ. Em đi ra đây làm thử xem. Công việc nó cũng nhẹ thôi mà, không có gì gặp nhọc đâu. Thế công việc cụ thể ở đấy là làm gì à? Em sợ là em lại không làm được ấy, không biết à, làm ấy. Không, cái đấy là làm biển quảng cáo mà. Em phải dán chữ hay là căng phông bạt kia thôi. Nó cũng học là biết làm thôi. Nếu mà có thể cho em làm quen máy tính, nếu mà làm được thì ngồi máy tính làm thì nó nhàn hơn. Để em ra thử xem có làm được không. À, cái này chỉ làm ban ngày thôi, là buổi chiều là 4 rưỡi nghỉ rồi. À, em có thể về nhà được. Em làm ở đấy thì yên tâm, tiền nông không sợ đâu. Em thấy trong ngày cũng được mà, thấy thấy khá cũng được. Làm về mệt ở đấy cũng được, nhưng mà lúc nào thích về thì về thôi. Ở đấy có đầy đủ, không thiếu thứ gì đâu mà, chỉ việc đến ở đấy. Cùng anh Hải luôn. Ê, là mình đi bàn ạ. Đấy, bà mình đi bàn à. Bà nhá. Này, đi bà con. Wow. Cháu xin phép cháu đi ra ngoài đi. Ba. Ê, đẹp luôn. Với ba mình nhá. Đấy. Nào, ở với bà nhá, tối cô lại về nhá. Tối cô lại về đón mình nhá. Bà đi lấy cháo cho con ăn nhé, cho mình ăn nhé.
Bình hạ lá. Giỏi lắm, mình biết ăn rồi. Mình ăn nhiều em. Vâng, có anh ạ. Xong là anh em hướng dẫn bạn ấy làm.
anh sẽ hướng dẫn bạn ấy xem bạn ấy làm có được không. Thế em cứ ở đây anh có gì anh cứ chỉ cho. Chiều anh nghỉ làm anh đến đón em. Khi dán em ép mạnh tay vào đây để cho nó tạo thành cái kín ở đây, xong rồi em lấy keo này em đổ từ trên này xuống. Đấy, keo nó chảy lên nó ăn cái này. Tương tự như cái ngăn này em làm cho anh đúng như đúng. Thank you.
thấy nó tương đối với cái lời mọi em nha. Rồi, đây là theo chúng tôi. Bây giờ, sau khi em dùng cái keo này xong rồi, dùng cái keo này em đi lại cái mạch này. Đấy nhé, này. Quyết hết keo vào đây cho anh cho khô xong ra kia anh lại giao việc tiếp cho em nhé. Đi chơi á. Thế mình xin ải không đi chơi không? Mình đi chơi thôi nhỉ. Khi mình quyết được hai đầu này nha thì nó lôi cái khung này, à, lôi cái khung như này nha. Đấy, làm đây, sau em quyết keo ở trong này. Đấy, chắc cái này em tăng cái này ra. Đấy,
mình sẽ lấy bốn góc trước, sau đó mình sẽ căng xung quanh. Em kéo căng này. Đấy, em tì một tay thì vào đây, một tay em kéo căng. Đấy. Về cơ bản nó đã thẳng được bốn góc rồi. Bây giờ em sẽ dùng keo em vừa quét sừng đấy, em vừa dán vào đây ta. Đây thì lượn một bằng găng tay này, cứ một găng tay này em quét một cái này. Đấy. Cho ít thôi nhá, không nên cho nhiều. Xong em kéo căng em lại tì vào đây. Đấy. Tương tự đây, đến đây. Em lại chấm một cái xong em lại kéo căng. Đấy, đúng không? Xong em miết. Đấy, tương tự em làm hết đến kia cho anh. Em kéo, đấy đúng không? Để xuống. Đúng rồi, miết. Rồi tương tự làm hết đến đây. Em hiểu chưa? Vâng. Tương tự các góc mặt bên cạnh em làm tiếp cho anh nhé. Vâng. Cho
Bóp nhẹ thôi. Ấn nhẹ thôi, ấn. Quay nhẹ và ấn, chủ yếu là ấn thôi. Đúng, nhẹ thôi, chủ yếu là ấn. Nhẹ thôi, chủ yếu là ấn. Chủ yếu là ấn đúng không? Vừa xoáy, nhưng xoáy nhẹ thôi, xong em tì đúng không? Đó, em bắt đầu bấm đi. Nhẹ thôi. Em bóp lại, bóp nhả. Rồi, rất tốt. Làm tiếp nữa không? Có. Thế em lật đầu đi. Rất tốt. Vâng. Bạn bốc cho nhé, bạn bốc cho mình nhé. Nè. Yêu cầu mình sẽ phải dán vào cái biển như này nhé, vào trong cái khổ mà anh đã cắt sẵn cái khổ này rồi. Bây giờ em sẽ dán đề cam, đề cam em cắt thành hết những chính này rồi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách dán này. Bây giờ chữ bán là mình sẽ ở trên này đúng không? Rồi bánh bao mình sẽ ở giữa này và bánh nướng mình sẽ ở chỗ này đúng không? Bây giờ em để cái mẫu lên đây. Sau đó, bây giờ việc đầu tiên là anh đã cắt nhưng mà bây giờ anh chưa lột. Bây giờ em sẽ phải lột anh cái phần giấy thừa ra để giữ nguyên cái nét cắt của nó trong này. Vì trong này nó là giữ lại những cái chữ của mình trong này ấy. Đây bây giờ anh làm mẫu cho em nhé. Đây em sẽ lột những cái gì không liên quan em lột nó đi. Và em tì tay vào đây để tránh mất dấu nhé. Đấy, đây em tì tay vào này. Đấy, em bóc này. Anh làm quen rồi thì anh bóc nhanh, có thể là em sẽ làm chậm hơn anh một tí không sao. Thì mình mới học việc thôi. Đó, bây giờ em quấn cái này vào để cho nó dính lung tung nhá. Em để đây. Đấy. Xong em lột hết những cái phần nó ở trong này ra. Để nó lấy nguyên lại cái chữ giống như thế kìa. Đó. Đó, xong em lại dính vào đây. Đó. Anh đã bóc được chữ bánh nướng này rồi nhá. Bây giờ em sẽ hộp anh bóc giống như anh bóc cái chữ gì rồi. Bây giờ em bóc cái này. Đấy, đấy đúng rồi, dính lại cái giống nha. Đấy, bắt từ từ thôi, tì vào cái vật chữ nha, không nó lột theo đấy. Đấy, em tìm cái này. Bây giờ xong rồi, xong em lấy hết này nhá, em bóc của anh nhá.
đo này. Ở đây là 11 phân đúng không? Đây là 11 mà. Đó, gần 11 mình sẽ cho 11 phân để mình đánh dấu ở đây này. Đây 11 phân. Đấy 11 phân đánh dấu đây. Con em lối hai đầu ra. Đấy, đây thứ bán mình sẽ tính mình sẽ dán vào đây. Tương tự mình sẽ lại tiếp tục đặt chân vào đây. Đấy. Sắp bỏ cửa ra để mình lấy cái khoảng cách của chúng ta em lại cho tiếp nhé. Đây, cứ được rồi. 15 phân, à 25 phân. 25 phân tí đấy. 25 phân tí em lại kèm lại. Đấy, còn chúng ta chúng ta tương tự mình sẽ đặt ở đây. Đây. Rồi tiếp nha. Lấy 37 phân tí. 37 rồi. Ok nhá. Đấy. Em sẽ dán cho anh chữ bán vào đây nhá. Bây giờ em xé hai cái này đi. Mình lấy nguyên này để cầm cho nó gọn nhá. Xong em sẽ đây này, em sẽ xé cho anh tầm khoảng tương đương 2 phân đến đây. 2cm đến đây nhá. Em xé lên đấy, em xé để nguyên cái chân lại nhá. Đây, đấy. Đây em lại xé làm sao đây? Nó ở dưới này nó lộ cái mặt chân chữ này ra. Vâng. Đấy. Xong bắt đầu em đây, dán vào chữ này. Chưa đôi cái này ra. Chưa đôi khoảng cách này nhá. Như anh dán quen rồi thì anh không cần. Đấy. Có thể bên này nó hơi lệch một tí thì mình lại ốc ra. Lùi sang đây. Đấy, xong em giữ cái chân này lại nha. Yeah. Xong em lật tờ giấy lên đi. Đấy, xong em sẽ bóc từng chữ ra này. Đấy. Đấy, xong em vừa bóc em vừa vuốt nhé, để cho nó đứng nhanh. Đấy. Xong rồi em lấy dấu nhé, dấu. Mình sẽ dùng con dao này này. Yeah. Mình đẩy cái dấu này vào cái dao này, đấy. Yeah. Xong mình sẽ để vào đây, mình chỉnh cho nó ngay ngắn. Đấy, đúng rồi, xong mình sẽ dán vào đây. Dán chữ bánh bao này ở giữa này cho anh. Vâng. Em làm tương tự như anh hướng dẫn. Nó lại xé. Đây em để chiều giấy như này nhé. Vâng. Em ước lượng 2 phân ở đây này. Em bắt đầu em xé từ ngoài vào nhé. Vâng. Đó, đây. Đấy. 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 Tương tự em xé tiếp hết đây. Em khi em xé nhá, lưu ý này là phải trong tư thế xé vào đấy, đúng rồi, nó sẽ không bị em vươn ra. Đấy. Rồi, đúng rồi. Chỗ này hơi ít thì em lại lật đây, em xé cái chỗ này ra. Để cho nó lộ nhiều chân ra rồi. Em căn đúng đoạn này. Cho nó thẳng chân này. Đấy, đúng không? Đây bên đây, em căn cho nó thẳng chân này. Đấy, đúng rồi. Rồi, sao em lật. Em vừa kéo nó vừa tìm vào chữ này. Đúng rồi, đấy, cuốn lên. Không sao, đây em lấy tay. Em lấy tay cái này, em lấy tay này. Hơi đẩy thêm một tí, em dùng tay. Đấy, dùng tay em nhấc lên. Mình kéo căng ra, đấy, kéo cho nước lên đấy. Đây, em nhấc tiếp ở phía dưới lên. Cái này không được, cái này em phải đúng rồi, con móc đây em nhìn ra đây chỗ nào nhá, anh dẫn này chúng ta có máu chích.
xong rồi à? À, anh thấy thì cũng gần gần đã ổn, sẽ phải chỉnh thêm một tí nữa thì sẽ được không ạ? Cơ bản là được rồi. Anh ơi, thế bây giờ còn có việc gì làm không ạ? À, bây giờ em? Ờ, cũng muộn rồi em ạ, thì bây giờ em cứ về nhé, tạm thời hôm nay công việc nó cứ làm được như vậy đã. Xong rồi sáng mai tầm khoảng 8 giờ thì em làm tiếp. Không anh? 8 giờ sáng rồi nhé. Bây giờ bạn em chưa về đó thì em ra bán nước để đợi bạn ấy về đây nhé. Cháu còn một em bé nữa. À, ở nhà vào nhá. Ừ.